Xin chào anh chị và các bạn, à, chúng ta lại được gặp nhau trong bài video review về thị trường hôm nay của HSC và mình là Châu Phạm. À, chúng ta đã có những phiên giao dịch à, cũng là những phiên giao dịch mà hôm nay thì lại một cái tâm lý à, mệt mỏi đè nặng với thị trường của chúng ta. Mặc dù là đã có những dấu hiệu tích cực hơn khi một số cổ phiếu à, bắt đầu có dấu hiệu tăng hồi trở lại, ví dụ như bên nhóm ngành chứng khoán này. À, bên nhóm ngành ngân hàng thậm chí là bất động sản thậm chí là à, cổ à, ngân hàng cũng khá là gọi là nặng mông đấy thì bây giờ bắt đầu có dấu hiệu là tăng trưởng à, tốt hơn và mang tính phục hồi đó à, những cổ phiếu như thế này à, hay là với những cổ mà tài chính ví dụ như cổ phiếu SSI thì hôm nay tăng trần à, thật ra là cổ phiếu tài chính hôm nay tăng trần khá là nhiều ví dụ như VCI cũng tăng buổi sáng hay là VND hay là HCM cũng cũng có dấu hiệu là tăng trần nhưng mà thật sự là với anh chị mà đang nắm cổ phiếu này thì cho dù là là giá có tăng trần đi giá tăng trần đi thì nó cũng chưa chưa đủ để mà khiến cho chúng ta cảm thấy vui hơn đúng không ạ khi mà nó đã bị giảm quá là sâu từ những cái vùng mà thị trường trước đó hiện tại thì giá thậm chí còn sâu hơn cả nền để thấp nhất thì nhìn chung ở trong giai đoạn này để mà gọi là phân tích kỹ thuật thì À, quá rõ ràng rồi. Chúng ta đang ở trong một xu hướng giảm. À, do vậy thì là những phiên giảm nó sẽ chiếm ưu thế và những cái phiên tăng nó chỉ mang tính là là nghỉ nghỉ ngơi thôi, à, nghỉ ngơi về mặt tâm lý thôi trước khi giá giảm tiếp. Đó, thì cái này là điều mà chúng ta gần như đã quen thuộc với thị trường nhất nhất là trong giai đoạn mà của à, từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là thị trường không tăng được nhiều cứ dập dình dập dình rồi sau đó là giảm à, và bây giờ là giảm khá là mạnh thì đây là một yếu tố mình đánh giá cho rằng thị trường hiện tại đang làm nhà đầu tư cảm thấy kém mệt mỏi. Đó là ý thứ nhất mà chúng ta thể nhìn nhận được trong phiên dịch hôm nay. À, thứ hai là xét về mặt uh, chỉ số phái sinh, thì phái sinh hôm nay uh, có vẻ như thanh khoản không còn dội tăng cao như những phiên vừa rồi. Và nếu mà dựa trên những cái gì mà mình quan sát về phái sinh trong một quãng thời gian dài, thì thường là là thanh khoản dội lên và do đó là thanh khoản hụt trở lại ấy, thì nó là cảnh báo là uh, khả năng đảo chiều của à, thị trường chung và đến bây giờ thì mình cho rằng là cái khả năng đảo chiều của thị trường chung nó đang bắt đầu thể hiện rõ uh, với phái sinh nhiều hơn khi chúng ta có hai ý thứ nhất là thực ra là hôm nay giá từ lúc tăng đến lúc giảm thì mất khá là nhiều điểm số uh, nhưng mà cái việc mà giá điều chỉnh giảm thì thật ra là nó chỉ có khoảng là 10 điểm thôi uh, đây là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn nhận một cách khách quan thì có thể thấy rõ là th thực ra thị trường cũng đang cái đà cái đà giảm nó đang giảm đi rồi à, chứ không phải là đà giảm nó đang đang kéo dài đang, đang gia tăng đâu mà đà giảm đang giảm đi à, tuy nhiên là để mà thật sự mà giá nó gọi là tìm được cái bến đậu là bến đậu mới à, thì nó phải là một cái vùng hỗ trợ mạnh và với mình thì vùng hỗ trợ nó sẽ rơi vào vùng của 1150 với chỉ số vn index và khoảng vn 30 thì nó sẽ rơi vào tầm à, 1 1200 với chỉ số VN30 thì đây sẽ là cái điều mà chúng ta sẽ kỳ vọng cho phiên dịch ngày mai đó là giá không giảm rơi à, sâu hơn so với giai đoạn này đó là ý thứ nhất mà chúng ta sẽ nhìn nhận trong phiên dịch ngày hôm nay thứ hai là nếu mà nhìn với góc độ thị trường toàn cầu thì thật ra là thị trường toàn cầu đã giảm à, thậm chí là đã có nguy cơ rơi vào thị trường con gấu nhưng mà với cái phiên giao dịch hồi phục hôm thứ sáu thì thị trường cũng thoát khỏi cái cái đà rơi của, của thị trường con gấu rồi. À, tuy nhiên là để mà kỳ vọng nó có thật sự là hồi phục hay không thì nó sẽ cần phải thêm uh, một vài vận động nữa chứ cũng chưa hẳn là hết đâu, chưa hẳn là kết thúc. À, thứ hai là chúng ta nhìn lại góc độ về thị trường nói chung thì một cái tài sản là đồng đô usd uh, usdx hiện nay đang tăng lên quá mạnh và nếu mà usdx tăng lên mạnh như thế này thì nó thậm chí là À, góc độ của đồng đô như thế này thì nó nó đang ở trên cái đà là vượt ngưỡng thậm chí là 108 hoặc thậm chí là lên 120 bởi vì là cái vùng ngưỡng quan trọng nhất của đồng đô đã bị, bị vượt qua rồi thì do vậy thì cái yếu tố tâm lý đặc, đặc biệt là là thị trường nói chung nó sẽ tạo áp lực rất là lớn lên góc độ của thị trường trong nước đặc biệt là chỉ số VN30 à, nhóm thị trường vì chúng ta là thị trường cận biên mà do vậy là áp lực nó sẽ còn đến nữa À, khi mà việc ngân hàng nhà nước buộc phải rút đồng đồng viên Việt Nam đồng về à, để cân đối lại cái tỷ giá và đây là yếu tố mình đánh giá là cũng một phần nữa là tiêu cực cho chỉ số nói chung nhìn về hệ thống chỉ báo tâm lý của thị trường thì hôm nay à, gần như là tiền mua tiền bán thì cũng đang sát vào nhau hết rồi tức là thị trường cũng đã xếp vào mặt tâm lý này tâm lý cảnh báo tâm lý thị trường thì hiện nay thị trường ở trong dạng trạng thái là À, tâm lý rất cạn kiệt tâm lý không còn gì để, để mà chia sẻ ở đây nữa à, rất cạn kiệt rồi nhưng mà để mà thị trường có thể mua lên được hay chưa thì chắc chắn một điều là cái dòng tiền họ họ đang đứng ngoài họ cũng đang cảm thấy rất là băn khoăn liệu là đã mua được hay chưa thì bây giờ cái điều mà để dòng tiền mua lên đấy nó phải là một cái đáy được xác nhận phải có đáy xác nhận thì lúc này mới có dòng tiền mua lên còn đến trường hợp chưa có đáy Thì chắc chắn một điều là chưa có trạng thái này xét về yếu tố lan tỏa, uh, theo vốn hóa và thêm mây 10 thì lan tỏa theo vốn hóa thì có thể thấy rõ là thị trường ở trong một trạng thái rất cạn kiệt rồi. Uh, đến thời điểm này là gần như uh, gần như là không còn một tí uh, đà lan tỏa nào với nhóm vn30, hay là nói khác là vn30 hiện nay đang sập hết rồi, uh, gãy uh, gãy hết, ngay cả với một chỉ số, một cổ phiếu lớn uh, như là ừ. nhìn vào cổ phiếu dẫn dắt của của vn30 đi, gọi là bình quân đi thì với FPT chẳng hạn thì cũng rơi hay là với cổ phiếu nói chung là bây giờ tìm được cổ phiếu nào của, của EVN30 mà giữ được cái nền giá thì thật sự là rất là hiếm rồi đó là ý mà chúng ta cần phải lưu ý à, thứ hai nữa là khi mà nhìn vào đà lan tỏa thì gần như là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bị bán một cách gọi là bán một cách mạnh mẽ và thấu đáo gần như là không còn gì để bán nữa thì do vậy thì có thể thấy là Uh, cái đà lan tỏa trên thị trường hiện tại cũng không còn nhưng mà nếu mà đà lan tỏa trên thị trường không còn thì nó lại quay ra một góc nhìn uh, nó đã có một góc nhìn tích cực hơn đó là góc nhìn tích cực ở chỗ là chúng ta cùng, cùng xem là đây là cái thời điểm mà nếu như trước đây ấy, chúng ta kỳ vọng là chờ mua và chờ bán nó gặp nhau tại cái vùng đáy này chúng ta mua lên thì hiện tại là chờ mua chờ bán nó đã gặp nhau vùng đáy rồi ở à, mức là 0 phần trăm rồi và chúng ta có thể hoàn toàn à, có thể mua lên được, à, đó, để mua lên được nhưng mà thật sự để mua hay không thì mình phải xem thử có một tí nữa cái kỳ vọng gì cho thị trường hay không. thì hiện tại thì với chỉ số Vn30 hiện nay không không còn thể giảm thêm được nữa, à, bởi vì là nó cũng hết cổ phiếu để giảm rồi, những cổ phiếu lớn mà đã bán tính trụ, ví dụ là Vich cũng đã rơi, à, rơi về lại cái nền cũ hay là với uh, hay là với vcb là cổ phiếu ngân hàng gọi là cổ phiếu vuông thời gian gian vừa rồi thì cũng cũng gần như là mất đà rất nhiều cổ phiếu mà kỳ vọng tăng ví dụ như là stb rơi rơi sâu hay là với, với banh cũng cũng rơi rất là mạnh nhìn chung thì những cổ phiếu ngân hàng thời điểm này tcb cũng thế gần như là không có nhiều kỳ vọng lắm hd bank cũng rơi sâu nhìn chung là không đó à, hay là với cổ phiếu về nhóm ngành tài chính hôm nay là một phiên phục hồi nhưng kể cả phục hồi đi nữa thì vẫn chưa đủ để chúng ta có thể chưa đủ để chúng ta được kỳ, kỳ vọng và cân nhắc vào lúc này à, có vẻ như là thị trường trong giai đoạn ngày hôm nay thật sự là tiêu cực à, với bất động sản thì cũng cũng bị rơi luôn à, Novaland à, hay là với nhóm VIX VHM VRE à, cũng đều bị rơi cả nói chung cũng không có đủ cái kỳ vọng để mà thị trường có thể chắc tăng trưởng trong ngắn hạn Do vậy thì cái quan điểm của mình cho rằng là chúng ta vẫn nên ưu tiên quan sát và chưa nên hành động à, kể cả khi mà thị trường bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy rõ ràng hơn và đó và kỳ vọng của giá ngày hôm sau sẽ về là tầm test lại cái vùng của 1150 còn ngoài ra thì với anh chị giao dịch với thị trường phái sinh thì phái sinh hôm nay là quá rõ ràng rồi à, phe sọt đã thắng từ đầu tháng 4 đến giờ và bây giờ ví dụ mà thị trường có sập thêm thì phe sọt vẫn ăn thêm thôi và nhìn vào góc độ của thị trường sọt thì có thể thấy rõ là góc độ sọt nó rơi ở mức Kỳ vọng là mức là 1.191 Thì nó sẽ rơi vào giai đoạn là uh, trong cái áp lực bán nó vẫn còn kéo xuống Thậm chí là bán cạn cạn, cạn kiệt nhưng vẫn còn cái lực bán ở đây để do vậy thì ngày mai nếu trường hợp mà giá hồi ấy, chúng ta vẫn có thể là kê một cái lệnh bán Cũng khá là hợp lý okay. Thì đó là một số nhìn nhận ở trong phiên dịch ngày hôm nay À, Xét về phái sinh thì cái lượng hợp đồng OI không lớn, do vậy là khả năng đảo chiều cũng đã bắt đầu xuất hiện. Thì tổng kết lại chúng ta sẽ có chiến lược giao dịch là mua thấp bán cao trong phiên thôi. À, đây mua thấp bán cao trong phiên thôi, chứ không à, cần chứ không cần thiết là phải à, mua theo hay là bán theo xu hướng, bởi vì là đến giai đoạn này thì ngay cả việc áp lực bán thị trường nói chung đã cạn kiệt rồi, rất nhiều cổ phiếu đã về lại chỉ số hấp dẫn, mang tính tài chính rồi, PE, PB các thứ cũng đều điều chỉnh giảm hết thì đây là cái cơ hội chúng ta có thể cân nhắc là giải ngân trong giai đoạn sắp đến. Ok nhé, à, xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại, gặp lại anh chị các bạn trong bài video của ngày mai. Xin chào và hẹn tạm biệt ạ.